Lộ manh mối vụ hai bé gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ngày 7 tháng 4, liên quan đến vụ việc hai bé gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Bến Nghé cho biết các đơn vị liên quan vẫn đang nỗ lực tìm kiếm. Chúng tôi đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận 1, phân công lực lượng chia nhau tìm kiếm tại các điểm tập trung đông người, nơi công cộng. Công an địa phương cũng đang trích xuất camera để điều tra, vị này nói. Theo một nguồn tin của phóng viên, bước đầu qua camera an ninh, hai bé gái có người lạ dắt đi ra hướng ngoài đường Hàm Nghi. Chị Nguyễn Thị Chi, 27 tuổi, ngụ quận 7. Mẹ của hai bé gái cho biết, từ khi xảy ra vụ việc, gia đình cùng người thân vẫn đang tìm kiếm. Ly thân với chồng đã 2 năm, một mình chị Chi nuôi 4 con. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, chị phải mang con ra đường bán hàng để kiếm tiền mưu sinh. Kể từ ngày mất, giấu 2 con, tôi không ngủ được, chỉ mong sớm tìm lại được hai đứa bé. Chị Chi nghẹn ngào giọng. Trước đó, vào tối ngày 3 tháng 4, chị Chi cùng 4 con nhỏ đến phố đi bộ Nguyễn Huệ bán hàng. Khi đến đường Đồng Khởi, chị này đi đưa tiền cho người quen cách đó khoảng 100m. Sau khi quay lại, chị Chi tá hỏa không thấy hai con Nguyễn Kiều Thảo My, 7 tuổi, và Lê Hoàng Thùy Linh, 3 tuổi ở đâu. Lúc đó, tôi có hỏi bảo vệ và được biết hai con dắt nhau đi về phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tôi liền chạy lên tìm nhưng không thấy đâu. Chị Chi bật khóc. Thời điểm thất lạc, bé My mặc đồ màu đen, bé Linh mặc đồ đỏ chấm bi. Vụ việc được gia đình trình báo công an ngay sau đó. Thưa quý vị, chắc hẳn quý vị đã ít nhất một lần biết hoặc nghe về câu chuyện những người thân trong một gia đình thất lạc nhau sau hàng chục năm đằng đẵng thì bất ngờ trùng phùng với những cách thức không thể tình cờ hơn. Nghe rất nhiều, cũng biết rất nhiều, nhưng mỗi lần tình cờ chạm mặt những câu chuyện đó, tôi lại rất khó có thể kìm nén được sự xúc động. Có những sự chia ly kéo dài cả thập kỷ khiến cả ký ức trong họ cũng gần như nhạt nhòa. Vậy thử hỏi nếu là sự chia ly cách gần nửa thế kỷ thì mọi thứ còn bị mài mòn như thế nào nữa? Nỗ lực để tìm nhau cứ thế sau ngần ấy năm bị gánh nặng mưu sinh phả lấp mất. Nhưng quý vị tin được không? Ở đời vẫn tồn tại những điều kỳ diệu như câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị của gia đình ông Nguyễn Tiến Nông, 52 tuổi ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Sau gần 50 năm xa cách, ông đã tìm được cha theo một cách không ai ngờ đến. Những ngày này, gia đình ông Nguyễn Tiến Nông ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định tràn ngập niềm vui vì cuộc trùng phùng bất ngờ với người cha ruột sau gần nửa thế kỷ mà ông Nông đã tưởng như sẽ không bao giờ xảy ra. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, ông Nông kể về hoàn cảnh gia đình mình với niềm vui tràn chứa khi gần nửa thế kỷ ông mới tìm được cha ruột như một chuyện cổ tích có thật. Theo lời ông Nông sinh thời, mẹ ông kể rằng năm 1971, bà gặp và đến với một người đàn ông tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Kết quả là ông Nông ra đời vào năm 1972. Tuy nhiên, khi ông Nông lên 7 tuổi, mẹ ông biết cha ông là người đang có gia đình riêng, nên bà âm thầm đưa con về quê tại Bình Định sinh sống, cắt đứt liên lạc để khỏi phiền phức đôi bên. Kể từ đó, ông Nông lớn lên và không biết thông tin gì về người cha của mình. Ông Nông cho biết thêm, vào năm 1997, mẹ ông bệnh nặng và qua đời. Trước lúc mất, mẹ chỉ nói không biết cha ông còn sống hay đã chết vì bà cũng không có thông tin. Ông Nông chỉ có thông tin duy nhất về người cha đó là cụ ông tên Nguyễn Duy Hiến ở Cam Ranh. Cuộc sống vất vả ở quê khiến ông Nông không có cơ hội đi tìm cha trong hàng chục năm qua. Cách đây chừng nửa tháng, bà con hàng xóm có xem chương trình Kết nối yêu thương trên mạng xã hội. Họ đọc được thông tin có cụ ông năm nay đã 94 tuổi ở Cam Ranh, đang đi tìm con trai quê ở Bình Định. Họ đã kéo đến báo cho ông Nông và bảo ông tìm cách xác minh. Cả đêm đó, thông qua chủ trang mạng xã hội, gia đình ông Nông đã kết nối và nói chuyện trực tiếp, đồng thời xác minh được người đàn ông đó chính là người cha mà ông hằng tìm kiếm bấy lâu. Cả xóm nghèo bỗng vui như hội. Bà Trần Thị Lanh, 50 tuổi, vợ ông Nông cho biết cả đêm nhà bà không ai chợp mắt vì ai cũng vui. Từ ngày cưới chồng về đến nay, đó là lần đầu tiên bà thấy chồng mình cười ngất ngây như một đứa trẻ. Để hiểu rõ hơn về câu chuyện này và có những cảm nhận chân thật hơn về một điều kỳ diệu giữa đời thật, chúng tôi đã kết nối với ông Nguyễn Tiến Nông để cùng lắng nghe những chia sẻ từ ông. Xin mời trường quay kết nối. Những ngày qua, câu chuyện ông đã có cơ hội được gặp lại cha ruột của mình sau gần nửa thế kỷ thất lạc đã khiến không ít người cảm thấy xúc động. Nó không khác gì điều kỳ diệu giữa đời thực. Vậy nên ông có thể chia sẻ cụ thể cho quý vị khán giả được biết là ông đã tìm gặp lại cha ruột của mình bằng cách nào và cảm xúc lúc đó của ông ra sao không ạ? Đây là do là tôi là hồi giờ là ở quê, cũng không biết là ba mình còn sống hay là chết. Đây là ba tự ông với ông má ông anh con của ba là đi kiếm ở Cam Ranh á, đang đi kiếm
là lên thông tin chỗ của tướng quý á, gia tướng quý ở kết nối yêu thương của tướng quý á, rồi là lên mạng, tướng quý lên mạng rồi là mới ba đi kiếm con là từ cái đó mới biết cụ thể là dòng họ của bên phía của em. Rồi ông lên nói trên mạng là cậu là chính là những bác cường, rồi mẹ là Nguyễn Thị Hòa, chị là Nguyễn Thị Trang á, rồi ra là ba ông lên lý lịch đầy đủ hết, rồi là coi trên mạng là có cháu coi nó biết, nó mới điện em là mới biết được là ba còn sống, rồi là cha con mới gặp lại, mới lên tung lên mạng là mới là 53 năm được cái, kêu cái tiếng ba. Mình đó là hồi giờ là thiệt thòi, ba cũng sinh ra mà không có kêu ba. Rồi bữa nay là ba cũng nhìn cũng nói đâu đó là như hồi trước á, thì cũng dòng họ là cũng có ông cậu mẹ tên đó, chị cũng đó, rồi tên gì đó, rồi vậy rồi là mới xác nhận là mới là ấy, rồi qua quay hai cha con chúng nhau, rồi là mới xác nhận rồi là mới đi lấy mẫu làm ATM. Chờ chờ nói là sao là vui được, lúc đó là nghẹn ngào chứ, lúc là kêu tiếng ba là 53 năm là nghẹn ngào đâu có nói được gì đâu. Suốt những năm tháng xa cách thì ông đã bao giờ cảm thấy bất lực khi nghĩ đến việc sẽ không bao giờ có thể gặp lại cha ruột của mình chưa? Đúng, chứ đây là mình hầu là ba ở Tâm Ranh, của cái này giờ Bình Định Tây Phước, mình làm nông mà làm vua, ở vua làm nông mà đâu có biết nghĩ là ba mình còn sống. Thành đây là ba cũng đi kiếm, rồi mấy ông anh rồi giấy ông tung lên mạng rồi nói cậu rồi mẹ rồi chị rồi đó, tên đó là mới biết là ba mình còn sống. Ông có cảm thấy nuối tiếc không về nửa thế kỷ qua khi phải sống mà không có cha bên cạnh? Cũng hơi tiếc chứ là được hầu được 20 tuổi á, 20 năm á thì kiếm ba rồi đó, nó cũng đồng ấm hơn. Bây giờ là mình là đã cũng có chu cái gia đầu, giờ là ba kiếm mình thì cũng còn hạnh phúc, chứ mà điều một cái là cũng rất tiếc là hầu là còn ta mẹ không, ta cũng lo chu đáo, thì giờ rất tiếc là những cái đoạn đó, thì giờ mình nói cho giờ biết thì sao. Khoảnh khắc ông được gặp mặt trực tiếp cha ruột đã mang tới cảm xúc như thế nào? Rất là vui chứ, nghe nói khóc cha trong ruột mà trong chờ gặp được kêu tiếng cha là mình rất là vui mừng, chứ mà điều cái là vô gặp ba đầu nhẹ nhào không biết nói cái chuyện gì không. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, những ngày tiếp theo sau khoảnh khắc được gặp lại người cha đã thất lạc sau gần nửa thế kỷ, cả gia đình ông Đông hầu như ai nấy cũng quấn quýt cười đùa suốt ngày. Niềm vui ấy lan tỏa và dường như kéo dài bất tận. Ngay sau đó, ông Đông cùng vợ và con vào Cam Ranh để gặp cha. Theo ông Đông, mặc dù cha ông này đã lớn tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Cha ông Đông có 8 người con và ai nấy cũng đều vui vẻ đón chào sự xuất hiện của thành viên gia đình của mình. Chứng kiến cảnh đó, bà Lanh cho hay thật sự đó là khoảnh khắc bà cảm thấy thiêng liêng nhất, cảm động nhất. Bà Lanh cũng nghẹn ngào cho biết đến tuổi này, vợ chồng bà đã có cháu nội, nhưng bà thấy hạnh phúc thay cho chồng bà vì tìm được cha. Gần nửa đời người, ông Đông không biết mặt mũi cha mình. Lúc ông ôm cha rồi khuỵu xuống khóc nức nở, bà thấy thương vô cùng. Giây phút cha con đoàn tụ, ông Đông chia sẻ đời người hạnh phúc lớn nhất không phải là tiền bạc giàu sang, mà là còn có cha, có mẹ để yêu thương báo hiếu. Hôm nay cũng là ngày giỗ mẹ. Cha và các anh của ông Nông về ăn giỗ thắp hương cho mẹ của ông Nông. Có lẽ dưới suối vàng, mẹ ông đã yên lòng và thanh thản. Thật sự cho đến cuối cùng vẫn không gì là thay thế được tình thân, đúng không quý vị? Chúng ta có thể già đi rồi theo lẽ tự nhiên, mắt mờ, tóc bạc, ngoại hình sức khỏe để có sự thay đổi. Cuộc sống cũng theo đó mà đổi thay. Duy chỉ có tình thương, tình yêu gia đình sẽ vẫn mãi vẹn nguyên như vậy, là thứ duy nhất trên cuộc đời này mà thời gian không thể làm phai mờ hay bào mòn như chính trong nội dung câu chuyện mà chúng tôi vừa chia sẻ.